Ikhaba nu ai klai tasha. Ah, Mama, da wachsen so Pflaumen, oder? Ein bisschen. Hello anh chị em, cô chú và các bạn nha. Hôm nay là em có đi hái cherry. Em mời cả nhà cùng đi theo em nha. Ở phía sau lưng em đó là một cái vườn cherry rất là lớn luôn á. Đó, bên trong họ bao lưới lại để tránh côn trùng nó ăn á. Cho nên bây giờ mọi người theo em hái cherry nha. Để em đi vô đây em hái khịt cho cả nhà ơi. Cái vườn khịt thì bự lắm nha. Cứ lanh đi. Tán cây sơn. This is lustig. Cái này vô chui vô lưới. Wow, cả nhà ơi, nè nè nè, em quay cho người nhìn xem nha. Wow. Ôi lưỡi trái chín đó, đỏ rực rỡ luôn. Hôm nay chùm nè. Mê chưa? Cây toàn trái không luôn á. Cái cây này cũng là cổ thụ rồi nè, thấy nó bự nè. Nè, em xíu trái màu tím nè. Mấy trái như vậy nè, nó mới ngọt nha. Đó, cả nhà ơi, trái này như vậy mới ngọt nè. Ôi, trên này bự nữa nè. Đây nữa nè, anh chị em ơi, em hái nè. Mùa này hả là bắt đầu có kiss nè, có trái cherry nè, đó. Em không biết ký nhiêu nữa, nãy em vô em quên hỏi luôn. Trang trại này họ đầu tư dữ lắm mà họ che lại rồi. Không có con gì ăn được hết. Đây. Dạ, ok. Ui nè mọi người ơi. Dạ, dạ, ít hết rồi. Đó. Cái này bự bự nè, đó. Đây nè. Ui. Còn nè cái chùm của nó nè. Ôi mấy ham chưa. Dạ. Đó chị em ơi, bây giờ em leo lên tới trên rồi nha. Nhưng mà nó chưa có chín lắm nè ha. Quá trời đã luôn, có trái bự bự không à. Ui. Đèn 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 sướng chưa. Ủa trời, sao hái nhầm lá vậy. Ồ mê không. Nè, chui lên đây. Ui. Đó. Trái đã luôn nè. Cái bự bự không ha. Cả nhà, đây là tài xế giữ chiên baby xích giữ con cho em. Đây em đang ở trong cái vườn cherry nha. Mọi người cherry. Nhìn nè. Quá trời nhiều cherry luôn. Bây giờ em sẽ leo lên cầu thang này em hái cherry cho bởi cùng xem nha. U cha mẹ ơi. Cha mẹ ơi, nó ngon hết biết luôn á. Thì cái hôm bữa em đi hái dâu á, biết mọi người có coi không nha. Chứ em ăn thì không có nhiều đó, nhưng mà hái thì em ghiền lắm. Ai mà muốn em hái giùm cho được á, được á ta. Cái nghề là thích hái trái cây này là ai mới hái được nè. Ồ, đã quá à mọi người. Đỏ ngắt ngay luôn nè. Thấy ghê chưa? Ôi chừng em nó bò lên nha Na ơi. Chết rồi. Rồi em đi thấy mà con em nó bu lên tới cầu thang luôn á. Ôi, hello. Quá trời quá đất chưa. Cái vườn này chắc lâu năm á, gốc nó bự quá trời luôn. Hôm bữa em hái bên vườn bên kia là cái cây nó còn trẻ. Nó còn nhỏ. Ôi. Đây. Ghiền chưa? Gốc này bự lắm luôn á. Ồ, chín quá trời chín luôn à. Mấy trái một mình á. Nó bự lắm á. Nhiều thấy mê luôn ha. Đây. Cái này em hái hết nguyên chùm luôn. Ôi dè. Tiếp tục em trèo lên tiếp tục. Wow. Ngon lành canh đào nha. Ui. Trời ơi, một tay em quay phim nha. Mọi người gắng coi phụ em coi cái video cho em nha. Coi nè, một tay em quay phim nè, một tay em hái rồi một tay em vịn, nó biết tay đâu là vịn ta. Đó. Trời ơi, thấy ghiền chưa?
ghiền rồi đó. Mê luôn, mê luôn. Quá, wow, chùm này bự nè. Trời ơi mọi người. Trời ơi, cái này mê mê quá mọi người. Chị em ơi, coi nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Mê chưa? Ôi ôi, em thấy là mê rồi đó. Thấy không? Cái nhà ơi, cái vườn này lớn lắm, cây nó bự dã man luôn á. Cây là cổ thụ, gốc nó to ơi là to luôn nè. Trải quá trời luôn đó. Mà hôm nay như em đi nó chưa có chín rộ lắm luôn á. Chưa có rộ đó, à, sau lưng em cũng có nhiều người đi hái nữa đó. Trời ơi, coi nè, trái nè nó xum xê hết trơn luôn nè. Nhánh nào cũng có đùm đùm, hôm nay có người hái rồi đó. Này Hiến bên này không có bẹt trồ mọi người, coi nè, qua trời luôn. Chui vô cây này nè, qua trời qua đất luôn. Dạ Hiến. Nóng quá vậy con? Nóng quá vậy? Trời ơi nó trái nè. Thương chưa? Wow. Xé mẹ. Trời ơi em thấy là em mê luôn đó nha. Trời ơi cái chùm này nó to nè. Quá trời luôn nè. Chùm nào chùm nấy, dư trang luôn nè. Cái này ăn ngồi ăn với gốc ăn cho no rồi xong đi về. Hái giờ được hái chút xíu cả vỏ luôn á anh chị em. Mà hái vui lắm, hái đổ mồ hôi luôn. Trời nóng thiệt nóng luôn á. Hái nè, chồng em đi ăn phụ, ăn tại vườn. Con thì nó hái từ từ trái nhỏ cho tới trái lớn. Nhà nóng quá đổ hôi luôn. À mà giờ em vô vườn đúng chuẩn trong vườn à. Đó vườn cherry luôn nè, cái chỗ này là người ta đã hái rồi đó. Đây cái chỗ này nè, chỗ này cái nhánh này còn ngon nè. Wow. Y mọi người ơi. Tina lại hái nhánh này nè con. Thấy ghiền chưa? Mọi người ơi thấy ghiền chưa? Ngất ngày chưa? Em thấy nãy giờ không biết hái biết nói gì luôn á. Thấy mê quá. Ở bên này trái nhóc luôn nhưng mà trái nó chưa chín. Nó bay nữa. Nè cho mọi xem nha. Cái con ong này nè, nó chui vô đây nè. Thấy ghê quá. Nó bay nó tụ. Em cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Hôm nay thì một ngày gia đình em đi hái cherry ở Thị Sĩ. Thì ở trong này trang trại này rất là lớn, họ trồng rất là nhiều cây cherry mà có nghĩa là cái này lâu năm mà cho nên cái gốc nó to lắm. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần tới. Nhớ chưa đăng ký, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bye bye cả nhà.